Thưa quý vị, sáng nay ngày 26 tháng 11, Vương Nhất Bác đã đến sân bay Thâm Quyến để trở về Bắc Kinh. Anh di chuyển từ Ma Cao từ sáng sớm. Trong đêm hội gào thét, Vương Nhất Bác đã gây chú ý với phong cách jean bụi bặm, kèm áo dạ mềm mại vô cùng phá cách trên thảm đỏ. Vương Nhất Bác đã sử dụng rất nhiều sự khéo léo trong việc kết hợp các chi tiết. Áo khoác vải chéo mềm mại thân mật với quần jean. Một chiếc vòng cổ đính cườm giản dị, một chiếc châm hoa trà trên ngực, mặt dây chuyền quả cầu nhỏ trên thắt lưng của anh ấy là món đồ tạo điểm nhấn đặc biệt. Cả bộ trang phục mang đến một phong cách riêng nhưng cũng rất sang trọng và giản dị. Tại sự kiện, Vương Nhất Bác gặp lại những bạn diễn và đối tác cũ. Anh ấy đã ngồi cạnh đạo diễn Đại Bằng. Vương Nhất Bác và đạo diễn đã cười nói rất vui vẻ, thân mật với nhau. Vương Nhất Bác cũng gặp Trần Hiểu, bạn diễn của anh ấy trong bộ phim Băng Vũ Hỏa. Ngay khi phát hiện ra đàn em đang ngồi gần mình, đàn anh Trần Hiểu đã vui vẻ quay xuống chào hỏi Vương Nhất Bác. Người hâm mộ còn ấn tượng với khoảnh khắc giao lưu của tiền bối Nhậm Đạt Hoa với Vương Nhất Bác tại lễ trao giải Ái Chi Di Scream này. Nhậm Đạt Hoa là một nam diễn viên và nhà sản xuất điện ảnh người Hồng Kông. Ông nhận được sự tán dương từ khán giả quốc tế nhờ những vai diễn trong các bộ phim, tham gia tranh giải liên hoan phim quốc tế và bom tấn phòng vé. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, tiền bối Nhậm Đạt Hoa cũng nhắc về Vương Nhất Bác. Nhậm Đạt Hoa không chỉ khen ngợi Vương Nhất Bác mà ông còn hy vọng được hợp tác và làm việc cùng Vương Nhất Bác. Tại sự kiện hôm nay, tiền bối Nhậm Đạt Hoa đã chủ động giơ tay chào và trò chuyện vui vẻ, thân mật với hậu bối Vương Nhất Bác khi họ gặp nhau. Vương Nhất Bác được rất nhiều đồng nghiệp và tiền bối trong ngành yêu quý. Những sự giao tiếp thân mật và vui vẻ của anh ấy và đồng nghiệp tại hội trường đã khẳng định điều đó. Chúc mừng những thành công mà Vương Nhất Bác đã nhận được trong sự nghiệp diễn xuất của mình.